Tôi sẽ nói một số ý chính của cái chương 3. Phần còn lại của môn kinh tế vi mô này sẽ nghiên cứu hành vi của người sản xuất, hành vi của người bán. Thì đối với người bán hay là bất cứ ai cũng vậy, cái gì chi phối hành vi của họ? Mục đích chi phối hành vi, đúng không? Một người nào đó nếu mà thắc mắc coi tại sao họ làm chuyện này thì mình phải coi là mục tiêu của họ là cái gì, họ muốn gì, đồng ý không? Chúng ta nghiên cứu hành vi của người sản xuất thì để biết hành vi của họ thì chúng ta phải biết là mục đích của họ là cái gì, họ muốn gì. Người sản xuất hay người bán, người ta muốn gì? Tại vì cái mục tiêu của người sản xuất thì để lợi nhuận thôi. Lợi nhuận. Cảm ơn anh. Anh nói đúng nhưng mà chưa đủ. Chính xác hơn là tối đa hóa lợi nhuận. Đồng ý không? Tức là thu được lợi nhuận càng nhiều càng tốt. Đồng ý không? Anh đồng ý không? Đồng ý. Rồi. Chỉ có một mục tiêu duy nhất thôi. Trong kinh tế thị trường, anh đưa vốn vào kinh doanh để làm cái gì? Không phải là gì từ thiện gì hết, không có. Ta nói từ thiện là người ta lừa mình, không có. Tối đa quá lợi nhuận, thu được lợi nhuận càng cao càng tốt. Mục đích đó có xấu không? Có xấu xa không? Anh sẵn micro anh trả lời, theo anh thì mục đích đó anh thấy có xấu hay tốt? Em chào thầy. Dạ, chào bạn. Theo một cách đó thì không xấu. Một nhà sản xuất thì lúc nào cũng muốn là làm sao sử dụng các yếu tố sản xuất một cách có hiệu quả. Nhưng để sản xuất ra một cái lượng hàng hóa tối đa để mà bán để có lợi nhuận cao. Rồi, không xấu đúng không? Có ai thấy xấu không? Cả ở Tiền Giang, cả ở Tây Ninh có ai thấy xấu không? Phát biểu giùm. Có ai thấy mục đích là xấu xa gì không? Không xấu. Đó là động lực phát triển của xã hội. Đồng ý không? Người ta có vốn người ta đưa vô kinh doanh mà làm không có lợi là làm gì? Động lực phát triển của xã hội. Bởi vì người ta sẽ tìm đủ mọi cách, tất nhiên là trong cái khuôn khổ luật phép và đạo đức cho phép, để người ta làm như thế nào đó, tăng cường sản xuất như thế nào đó, làm cho khác người ta để thu được lợi nhuận cao, để thỏa mãn lợi ích của họ. Chuyện đó không có xấu, đúng không? Mà vẻ đẹp của nền kinh tế thị trường, đó là động lực phát triển của xã hội. Thì chúng ta thống nhất nhau là mục tiêu của nhà sản xuất là tối đa hóa lợi nhuận, mà mục tiêu sẽ chi phối hành vi. Chúng ta nên nghiên cứu là cái hành vi, thì chúng ta biết một cái căn bản nhất là cái mục tiêu của họ là tối đa hóa lợi nhuận đó, thì bây giờ làm như thế nào để tối đa hóa lợi nhuận, có những biện pháp nào để có thể đạt được cái mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận, làm sao? Có ai cái kiến không? Một cái bạn, xin mời bạn ở Tiền Giang, bạn nào đó ở Tiền Giang trả lời thử xem làm như thế nào để đạt được mục tiêu trong kinh doanh là tối đa hóa lợi nhuận. Thưa thầy thì lợi nhuận thì nó bằng doanh thu trừ chi phí. Nó muốn tối đa hóa lợi nhuận thì chúng ta phải tăng doanh thu. Tăng doanh thu. Giảm chi phí. Rồi, đó là một câu trả lời rất là toán học, đúng không? Một câu trả lời rất là toán học, mà về mặt toán học thì đúng là như vậy. Nếu mà anh làm sao anh tăng cái doanh thu lên, anh giảm cái điều chi phí thì lợi nhuận nó tăng lên thôi. Tôi đồng ý chuyện đó, nhưng mà cái đó nó chung chung quá. Anh thấy chung chung không? Tăng doanh thu làm sao tăng doanh thu, giảm chi phí làm sao giảm chi phí? Có thể chi tiết hơn chứ không? Nếu mà nhìn vào một cái công thức toán học như vậy thì rõ ràng là trả lời quá dễ, đúng không? Anh nói không có sai, nhưng mà nó tổng quát quá, nó chưa chi tiết. Có ai muốn chi tiết hơn chứ không? Ủa, đây nên đưa micro cho ai vậy?
đề nghị bạn bạn nào đang cầm micro micro trả lời thử coi chi tiết hơn được chút không? Theo em thì trong cái lý thuyết về sản xuất á, tức là công tính và toán học, thì mình nói là bây giờ mình nếu mà muốn giảm chi phí thì phải là tăng năng suất, tức là đội ngũ kỹ thuật phải giỏi, rồi coi như sắp xếp được khoa học. Ok. Đó, thì tức là trong đó là phải có cái trang bị máy móc hiện đại nữa thì mới được giảm giá thành được. À, giảm giá thành. Thống nhất với anh, tức là mà thống nhất với lại các bạn luôn, một cái biện pháp ta gọi là biện pháp thứ nhất để mà chúng ta tối đa hóa lợi nhuận, không phải chúng ta mà đối với nhà sản xuất để tối đa hóa lợi nhuận, thì cái biện pháp đầu tiên tối thiểu hóa chi phí. Biện pháp thứ nhất, hiểu theo nghĩa kinh tế vĩ mô, đây là chúng ta đang hiểu theo nghĩa kinh tế vĩ mô, để tối đa hóa lợi nhuận, để đạt được mục tiêu trong sản xuất của nhà sản xuất, thì biện pháp đầu tiên là phải tối thiểu hóa chi phí, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh với chi phí thấp nhất. Anh không tối thiểu hóa được chi phí thì đừng nói đến chuyện là tối đa hóa lợi nhuận, đồng ý không? Rồi, đó là một cách mà tôi cũng đồng ý, các anh chị cũng đồng ý, và cả những người mà khởi xướng cái môn kinh tế vĩ mô này cũng đồng ý, tối thiểu hóa chi phí. Sao nữa, có biện pháp thứ hai nào nữa không? Thứ hai là cái gì? Hãy đặt mình là nhà kinh doanh và suy nghĩ xem để nâng cao cái lợi nhuận của mình, ngoài cái chuyện là sản xuất với chi phí thấp nhất, sản xuất kinh doanh với chi phí thấp nhất, dùng mọi biện pháp để mà giảm cái chi phí, thì còn biện pháp nào nữa không? Còn biện pháp nào nữa? Em nên trả lời hả? Rồi, mời bạn. Dạ, theo phương án thứ hai là mình sẽ cải tiến về kỹ thuật sản xuất để mình nâng cái năng suất lên. Rồi, xong phải không? Bạn cải tiến kỹ thuật, bạn nâng cao năng suất thì nó cũng nằm trong tối thiểu hóa chi phí. Tức là bạn làm sao cho chi phí trên đơn vị sản phẩm là thấp nhất, đúng không? Nếu bạn nâng cao năng suất lên, tức là sản xuất ra nhiều sản phẩm với chi phí như cũ, thì có nghĩa là chi phí trên một đơn vị sản phẩm bạn giảm xuống. Đồng ý không? Thì cái biện pháp đó nó nằm trong cái biện pháp tối thiểu hóa chi phí. Cải tiến kỹ thuật làm cho năng suất cao hơn, rồi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đủ thứ hết, tất cả những cái đó là nó nằm trong cái phần tối thiểu hóa chi phí trên đơn vị sản phẩm, đồng ý chưa? Cái biện pháp thứ hai này nó nằm ở cái chỗ giá bán. Bất kỳ nhà sản xuất nào cũng phải đặt ra cái vấn đề là anh phải bán hàng hóa với giá nào, đồng ý không? Anh sản xuất ra chi phí thấp rồi, nhưng mà bán với giá nào? Giá cao được không? Bán giá cao được không? Tốt không? Không tốt. Bởi vì sao? Đường cầu của sản phẩm là dốc xuống dưới về bên phải. Anh bán giá cao người ta mua ít. Anh đặt giá cao quá người ta mua ít. Quá cao nữa người ta không mua. Thì anh ngậm hàng, anh không bán được, anh không có doanh thu. Thì đừng nói là lợi nhuận. Đồng ý không? Anh bán giá cao quá không được. Anh bán giá thấp quá được không? Bán thấp thì bán được nhiều hàng hóa, nhưng mà thấp đến mức nào đó, quá thấp thì anh sẽ bị lỗ, đồng ý không? Quá cao cũng không được, quá thấp cũng không được. Thế thì sao? Chọn mức giá bao nhiêu, bán hàng phải xác định cái giá cả bao nhiêu, giá nào mà nó mang lại cho anh cái lợi nhuận lớn nhất, đó là một bài toán cho bất kỳ nhà sản xuất nào, bán với giá nào. Đó là biện pháp thứ hai, là xác định giá bán tôi ưu. Tối ưu ở đây không nghĩa là quá cao, không nghĩa là quá thấp.
tối ưu đây để nhằm đạt được mục đích là tối đa hóa lợi nhuận. Đây là bài toán mà bất kỳ ông giám đốc nào cũng phải tính, bán với giá nào để tối đa hóa lợi nhuận. Còn biện pháp nào nữa không? Có phải sản xuất ra với số lượng càng nhiều càng tốt không? Sản xuất ít thì tất nhiên là không được rồi, đúng không? Sản xuất càng nhiều càng tốt phải không? Không phải. Trong cái lý thuyết mà chúng ta sẽ nói sau này, thì nếu anh quy mô sản xuất của anh là cho trước, một xí nghiệp có quy mô sản xuất cho trước, mà anh sản xuất quá nhiều, sản phẩm quá nhiều, thì chi phí sẽ tăng lên, chi phí trên đơn vị sản phẩm sẽ tăng lên, giá thành sẽ tăng lên, lợi nhuận anh giảm. Thì với quy mô sản xuất nhất định, anh phải xác định cho được là anh sản xuất bao nhiêu sản phẩm là cho phép anh tối đa hóa lợi nhuận. Sản xuất quá ít cũng không được, quá nhiều cũng không tốt. Có một mức sản lượng mà cho phép người ta tối đa hóa lợi nhuận, ta gọi là mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận. Cái đó nó có cho bất kỳ xí nghiệp nào. Thì cái biện pháp thứ ba này là xác định số lượng bán hợp lý, số lượng bán tối ưu hay là sản lượng tối ưu. Tối ưu ở đây tôi cũng nhắc lại là tối ưu ở đây hiểu theo nghĩa là bán với số lượng đó cho phép tối đa hóa lợi nhuận. Tối ưu chỉ hiểu theo nghĩa đó thôi. Thì đây là ba biện pháp nhằm đạt được cái mục tiêu trong cái sản xuất, trong kinh doanh đối với người sản xuất, để nhằm cái mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận, hiểu theo cái giác độ kinh tế vĩ mô. Thì trong tất cả các chương còn lại của môn kinh tế vĩ mô này, người ta đều xoáy vào ba cái mục tiêu này. Làm như thế nào để tối thiểu hóa chi phí, làm như thế nào để xác định cái giá bán cho phép tối đa hóa lợi nhuận, và làm như thế nào để xác định số lượng bán cho phép tối đa hóa lợi nhuận. Đó là tất cả những cái nội dung còn lại trong của môn kinh tế vĩ mô này, nói về hành vi của người sản xuất. Thì riêng cái phần tối thiểu hóa chi phí này nó nằm trong chương 3 mà tôi sẽ trình bày cho các anh chị. Trong chương 3 này nó giải quyết vấn đề là có hai phần: lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất. Lý thuyết sản xuất thì nó giải quyết vấn đề là sử dụng các yếu tố sản xuất như thế nào, theo nguyên tắc nào để tối thiểu hóa chi phí. Cái phần lý thuyết sản xuất trong chương 3 này nó giải quyết được đó. Ủa sao mà nó ra 4 bài vậy? Trong chương 3 này nó giải quyết được đó. Làm như thế nào để tối thiểu hóa chi phí, sử dụng các yếu tố sản xuất theo nguyên tắc nào. Thì cái chương 3 này xét về mặt lý thuyết sản xuất đó, thì tôi vừa nói các anh chị là cái ý tưởng của nó là như vậy: sử dụng các yếu tố sản xuất như thế nào để tối thiểu hóa chi phí. Thì cái cách phân tích của nó hoàn toàn giống với là cách phân tích tối đa hóa hữu dụng của cái thiếu hữu dụng mà tôi nói với anh chị hồi sáng. Cái logic của vấn đề hoàn toàn giống vậy, chỉ có cái tên gọi là khác mà thôi. Cho nên là phần này để mà tiết kiệm thời gian thì tôi đề nghị là các anh chị tự nghiên cứu được. Các anh chị có cái căn cứ để tự nghiên cứu. Và căn cứ đó là về mặt logic phân tích, cái lý thuyết sản xuất này hoàn toàn giống với lại cái lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng mà tôi vừa trình bày các anh chị. Chỉ có tên gọi khác mà thôi. Thì các anh chị tự nghiên cứu được. Phần còn lại, cái phần thứ hai của cái chương 4 này, của chương 3 này, nó nói lên là nó nói chi phí sản xuất, nó nói về chi phí sản xuất. Tức là nó sẽ liệt kê là trong một xí nghiệp có bao nhiêu loại chi phí, tính chất của nó như thế nào. Và cái phần này nó sẽ là căn cứ để chúng ta giải quyết cái vấn đề là xác định cái giá bán tối ưu và sản lượng tối ưu ra sao. Thì tôi sẽ tập trung tôi trình bày các anh chị cái phần này, cái phần mà chi phí sản xuất thôi. Còn phần lý thuyết sản xuất thì các anh chị tự nghiên cứu được. Chi phí sản xuất nó không có khó, đề nghị các anh chị về nhà các anh chị nghiên cứu tự nghiên cứu cái phần này. Tôi nói cái phần chi phí sản xuất mà thôi. Tức là trong một xí nghiệp
có bao nhiêu loại chi phí và tính chất của nó như thế nào? Từ cái phần này, chi phí sản xuất. Và cái phần chi phí sản xuất này là một một trong những nội dung rất là căn bản của môn kinh tế vĩ mô này. Ngoài cái chương 1 thì phần chi phí sản xuất này rất là căn bản của môn kinh tế vĩ mô. Nó là chúng ta có 6 chương tất cả. À, đến đây là chương 3 đúng không? Chương 3. Phần chi phí sản xuất này là điều kiện tiền đề để chúng ta nghiên cứu các chương còn lại. Các chương còn lại các anh chị sẽ không nắm được nếu không nắm cái phần chi phí sản xuất này. Thì phần này nó nói chúng ta biết là chi phí sản xuất là cái gì, trong một chuyên nghiệp sản xuất có bao nhiêu loại chi phí, tính chất của nó là sao, thì tôi sẽ nói các chị phần này. Về mặt khái niệm, chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của các yếu tố sản xuất đã chi ra để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Một cái khái niệm rất là kinh điển, rất là hàn lâm về chi phí sản xuất. Đơn vị tính nó là bằng tiền, nó là tiền. Tiền nó thể hiện cái gì? Thể hiện các yếu tố sản xuất đã chi ra để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chúng ta sản xuất lúa chẳng hạn, trồng lúa thì phải sử dụng các yếu tố sản xuất: đất đai, phân bón, giống, thuốc trừ sâu, nhân công, đủ thứ hết. Đó là các yếu tố sản xuất. Các yếu tố sản xuất đó đã được sử dụng trong quá trình sản xuất lúa, chúng ta quy ra tiền. Thì cái số tiền đó chính là chi phí của quá trình sản xuất lúa trên một diện tích đất nào đó. Chúng ta sử dụng cái yếu tố sản xuất đó là hiện vật. Bây giờ quy cái hiện vật đó ra tiền thì nó ra là chi phí sản xuất. Về mặt nguyên tắc nó đơn giản vậy. Một cái khái niệm tưởng chừng như là đơn giản nhưng mà bao hàm trong nó một vấn đề vô cùng phức tạp. Vô cùng phức tạp. Chi phí sản xuất nó phức tạp trên hai mặt. Cái mặt thứ nhất là kỹ thuật tính. Kỹ thuật tính. Do sản xuất là một cái quá trình nó phức tạp, tức là qua nhiều khâu trải dài trong một cái khoảng thời gian tương đối là dài cho một quy trình sản xuất. Cho nên là tính toán chi phí sản xuất, tức là chúng ta liệt kê ra bằng tiền suốt cái quá trình sản xuất đó. Mà quá trình sản xuất vốn dĩ đã phức tạp cho nên là kỹ thuật tính toán nó cũng tương đối là phức tạp. Có thể là các anh chị ngồi đây trong lớp này có người đã có cái làm công tác kế toán trong một cái đơn vị sản xuất kinh doanh nào đó. Các anh chị biết cách tính chi phí, biết cách tính giá thành. Thì bất kỳ cái xí nghiệp nào cũng có thể tính được chi phí sản xuất, tính được giá thành. Nhưng mà các anh chị hiểu cho rằng cái giá thành, cái chi phí sản xuất mà chúng ta tính toán đó không bao giờ có con số chính xác cả. Tương đối thôi, không bao giờ có tính toán chính xác cả. Bởi vì sản xuất vốn dĩ là phức tạp. Rất nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh mà nó đang kéo với nhau, rất khó tính. Tất nhiên ta tính được, bất kỳ xí nghiệp nào, bất kỳ nhà sản xuất nào cũng có thể tính được chi phí sản xuất cho cái hoạt động nào đó, có thể tính được giá thành cho sản phẩm nào đó. Cái đó là tất yếu phải làm. Nhưng mà các chị hiểu cho rằng cái kết quả về chi phí sản xuất, kết quả giá thành đó là tương đối mà không chính xác. Cái tính phức tạp thứ hai của chi phí sản xuất quan trọng hơn nhiều là ý niệm về chi phí. Ý niệm về chi phí. Ý niệm về chi phí có nghĩa là sao? Cái nào được tính là chi phí, cái nào không được tính là chi phí. Có những loại tiền mình bỏ ra nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đó nhưng mà không được tính là chi phí. Có những loại tiền không phải trực tiếp bỏ ra nhưng mà phải tính là chi phí. Đó là cái mặt mà ta gọi là ý niệm về chi phí. Cái nào là chi phí được tính là chi phí, cái nào không được tính. Đây là một vấn đề vô cùng phức tạp mà tùy thuộc vào quan điểm tính chi phí của mỗi người, tùy thuộc vào ý niệm về chi phí sản xuất của mỗi người, mà có khi cùng một hoạt động sản xuất như nhau nhưng mà ra một con số về chi phí rất là khác nhau rất là xa, là do cái ý niệm về chi phí này. Mà trong phần ý niệm về chi phí này, tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh các anh chị một cái là chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội. Trong cái phần mà chương mở đầu tôi có đề cập một chút về cái chi phí cơ hội. Nhưng mà ở đây đặc biệt quan trọng cái chi phí cơ hội này. Khi mà các chị nắm được chi phí cơ hội này thì
các chị mới hiểu rõ được chi phí thực sự là cái gì. Chi phí cậu. Tôi sẽ nói về chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội đó là một khái niệm mà nó cũng khá là quan trọng trong cái môn kinh tế vĩ mô này. Thì đối với lại môn kinh tế học này và đối với những nhà kinh tế nói chung, khi nói về chi phí sản xuất thì người ta nói là về chi phí sản xuất kinh tế. Kinh tế, chi phí sản xuất kinh tế đó bao gồm chi phí sản xuất kế toán, ta thường gọi tắt là chi phí kế toán, cộng với lại chi phí sản xuất cơ hội mà ta thường gọi tắt là chi phí cơ hội. Thì chúng ta hiểu chi phí kế toán là như thế nào và chi phí cơ hội là như thế nào, đặc biệt là chi phí cơ hội, và các anh chị phải nắm cái chỗ này. Tôi sẽ bắt đầu bằng một cái ví dụ để cho các anh chị dễ nắm cái khái niệm về chi phí cơ hội này. Bây giờ có một cái mảnh đất, tôi vẽ cái mảnh đất nó hơi đại khái như thế này. Tôi là ở trung tâm của một thành phố, ở Sài Gòn này thì có một cái miếng đất ở trước chợ Bến Thành á, kêu bằng công viên 23 tháng 9 á. Miếng đất này rộng và vị trí nó cũng đẹp. Người ta quyết định là xây biến cái mảnh đất này thành một công viên. Người ta vui chơi cho nó vui vậy đó, công viên. Thì trước đây cái mảnh đất này chưa có sử dụng gì hết, coi như là mảnh đất hoang vậy đó. Bây giờ người ta quyết định là biến nó thành một công viên. Thì biến mảnh đất bình thường, mảnh đất hoang này thành công viên, thì người ta phải tốn những cái chi phí gọi là chi phí đầu tư ban đầu. Chi phí đầu tư ban đầu đó là cái gì? Trồng cây, trồng cỏ, làm hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước, rào lợi, vân vân. Tất cả chi phí ban đầu đó người ta bỏ vô là 10 tỷ đồng. Đó là chi phí để biến mảnh đất quan thành một công viên là 10 tỷ đồng. Khi mà có công viên rồi thì người ta phải duy trì hoạt động của nó chứ, đúng không? Trả tiền điện, tiền nước, trả tiền thuê nhân công để mà duy trì hoạt động công viên này. Tất cả những chi phí hoạt động đó người ta tính là người ta thấy là 1 tỷ đồng một năm. Sau một năm người ta muốn tất toán xem là cái chi phí đã bỏ ra cho cái công viên này là bao nhiêu, thì người ta thấy là thể hiện trên sổ sách kế toán của cái đơn vị mà quản lý công viên này, thì người ta thấy là rõ ràng người ta bỏ ra 11 tỷ đồng. Chi phí đã bỏ ra là 11 tỷ đồng. Thì người ta trả lời, người ta nói là chi phí đã bỏ ra cho công viên này là 11 tỷ đồng. Nhưng mà dưới cặp mắt của nhà kinh tế thì người ta nói không phải. Không phải. Chi phí thực sự đã bỏ ra cho công viên này không phải là 11 tỷ đồng, mà là một con số khác lớn hơn nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì nó xuất phát từ cái gốc ban đầu. Cái nguyên nhân sâu xa ban đầu là nguồn lực là có hạn, nguồn lực là khan hiếm, trong đó có đất đai. Người ta chỉ có một mảnh đất này mà thôi. Khi người ta hy sinh mảnh đất này, người ta sử dụng mảnh đất này để làm công viên, thì người ta đã bỏ qua cơ hội để sử dụng mảnh đất này cho những mục đích khác. Có người ta nói rằng, một người cụ thể nào đó, người ta nói rằng nếu không làm công viên thì cái mảnh đất này có thể dùng cho một mục đích khác, mà đơn giản là người ta cho thuê thôi. Cho thuê. Thì mảnh đất lớn là đẹp như vậy, ngay tại cái trung tâm như vậy, thì người ta có người sẵn sàng, người ta bỏ ra 20 tỷ đồng một năm để thuê mảnh đất này để làm một cái trung tâm thương mại hay là một trung tâm tài chính, hoặc là nhà ở cao cấp gì đó. Người ta sẵn sàng thuê 20 tỷ một năm đối với mảnh đất này. Và nếu mà chúng ta sử dụng mảnh đất này làm công viên thì chúng ta đã bỏ qua cơ hội để có thể là cho thuê mảnh đất này lấy 20 tỷ một năm. Thì cái 20 tỷ này cũng phải được tính là chi phí, mặc dù là người ta không có bỏ tiền ra. Nhưng mà
cái mà người ta lý ra người ta có được, bây giờ người ta không có thì coi như là mất. Bây giờ với 11 tỷ đồng này, 11 tỷ đồng này bỏ ra để làm cái công viên. Nếu mà ta không làm công viên thì ta có thể sử dụng 11 tỷ đồng này cho một mục đích khác sinh lợi nào đó. Mà nếu chúng ta tính một cách đơn giản là bỏ vô ngân hàng, lãi suất là 10% một năm, thì sau một năm 11 tỷ đồng này sẽ đẻ ra một số tiền là 1 tỷ mốt. Bây giờ do chúng ta sử dụng 11 tỷ này để làm công viên này, cho nên là chúng ta bỏ qua cơ hội sử dụng cái 11 tỷ này để mà bỏ vô ngân hàng chẳng hạn, để lấy 11 tỷ, để lấy 1 tỷ mốt. Thì nói chung cái logic của nó là nếu anh có 11 tỷ đồng thì nhắm mắt cuối năm anh cũng có 1 tỷ mốt tiền lời. Nhưng mà do người ta đã sử dụng 11 tỷ này để mà làm cái công viên, cho nên là người ta đã bỏ qua cơ hội thu được cái 1 tỷ mốt này. Thì cái 1 tỷ mốt này, cái 20 tỷ này là cái lý ra là có được, nhắm mắt cũng có được. Nhưng mà chúng ta không có, do chúng ta sử dụng mảnh đất và số tiền đó để làm công viên. Thì tất cả những cái 20 tỷ đó, 1 tỷ mốt đó phải tính là chi phí của cái công viên này. Cộng thêm vào cái phần là 11 tỷ mà người ta đã múc tiền túi ra, người ta bỏ ra, thấy thật, có thật. Thì đây người ta gọi là chi phí kế toán. Cái phần mà chi ra thấy được và thể hiện trên sổ sách kế toán, người ta gọi là chi phí kế toán. Còn tất cả những cái này, 20 tỷ này và 1 tỷ mốt này, thực sự là người ta không có móc tiền ra để mà người ta trả. Nhưng mà đó là cái mà lý ra người ta có được. Bây giờ không có thì coi như là mất đi. Thì cái đó cũng được tính là chi phí cho cái việc mà hoạt động của công viên này, cho cái sự hình thành của công viên này. Thì ở đây người ta gọi cái phần này là chi phí cơ hội. Thì cái chi phí kinh tế, chi phí đầy đủ cho cái việc mà hình thành và hoạt động của công viên này trong vòng một năm, ta gọi là chi phí đầy đủ. Nó sẽ bao gồm là chi phí kế toán là 11 tỷ này, cộng cho chi phí cơ hội là 21 tỷ mốt này, thì cộng hai cái phần này lại thì ta có cái gọi là chi phí kinh tế, chi phí đầy đủ của cái việc hình thành và hoạt động của công viên này trong vòng một năm. Thì tổng số ở đây là 11 cộng 20, 20 là 30. Cái số nó là 32 tỷ mốt. Thì đó là cái chi phí đầy đủ, chi phí kinh tế của công viên này. Các chị nắm được vấn đề không? Đó là chúng ta tính theo một cái logic rất là bình thường của một người. Của một người. Nhưng mà cũng cùng cái việc mà thành lập công viên này, hỏi một người khác, hỏi là chi phí của công viên này theo quan điểm của anh là bao nhiêu, thì cái người khác đó người ta sẽ hiểu theo một kiểu khác. Ta hiểu nghĩa khác là sao? Nghĩa khác ở đây là cái người này người ta nói đồng ý chi phí kế toán anh là 11 tỷ, tôi không nói, tôi không bàn, cái này là thể hiện trên sổ sách có sẵn rồi. Nhưng mà riêng cái chi phí cơ hội này anh không đồng ý cái chỗ 20 tỷ này. Anh nói sao? Anh nói rằng cái mảnh đất này nó đẹp, nó to, nó vì thế nó tốt như vậy. Nếu mà tôi sử dụng nó, nếu mà cho tôi sử dụng nó, tôi không làm công viên, tôi không cho thuê, mà tôi sẽ tự đứng ra tôi kinh doanh, tôi sẽ xây cái trung tâm tài chính ở đó, tôi sẽ xây cái trung tâm thương mại ở đó, tôi sẽ làm tất cả những cái công việc để sinh lợi theo cái ý của tôi. Và nếu có mảnh đất đó cho tôi sử dụng thì tôi đứng ra kinh doanh, tôi sẽ thu được 40 tỷ một năm. Cái người thứ hai hỏi họ nói như vậy, nếu có mảnh đất này tôi sẽ làm và tôi sẽ thu được 40 tỷ một năm chứ không phải là cho thuê để lấy 20 tỷ. Thì theo cái quan điểm của người này cũng cái việc xây công viên đó, nhưng mà cái chi phí cơ hội nó sẽ khác. Mỗi người hiểu cái cơ hội của những cơ hội này nó khác đi, thì các anh chị thấy là tùy theo quan điểm tính toán của mỗi người mà người ta hiểu chi phí cơ hội một cách khác nhau. Tôi lấy ví dụ cái thứ hai là các anh chị đang ngồi học ở đây. Các anh chị đăng ký học đào tạo từ xa của trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh. Hỏi là
chi phí của một học kỳ của các anh chị là bao nhiêu, chi phí cho việc học trong một học kỳ của các anh chị là bao nhiêu, thì có người sẽ nói là bây giờ tiền học phí là bao nhiêu đây, tiền sách vở bao nhiêu đây, tiền đi lại là bao nhiêu đây. Tôi đưa ra một con số án chừng, một người nào đó người ta sẽ nói là ừ, cái một học kỳ nếu mà tôi học ở trường đại học mở này thì một học kỳ học phí của tôi là, để tôi tính ra cho nó khoảng là bao nhiêu. Bạn này vẫn tính và bạn nói rằng một học kỳ tôi tốn là tôi cho là 5 triệu đồng. 5 triệu. Một học kỳ. Rẻ không? Rẻ quá trời đất đó, đúng không? Bao gồm là học phí, tiền mua sách vở, gửi xe rồi đi lại vân vân, 5 triệu. Nhưng mà dưới mắt của nhà kinh tế nó không phải 5 triệu. 5 triệu này chỉ là chi phí kế toán mà thôi. Tức là số tiền các anh chị móc từ trong túi ra, các anh chị chi thấy được chi phí kế toán. Còn chi phí cơ hội nữa. Chi phí cơ hội nằm ở chỗ nào? Bây giờ nếu mà không đi học ở đây, mỗi tuần các anh chị có thứ bảy chủ nhật phải đi rất là xa tới ngồi nghe ông thầy ông nói linh tinh hai ba điều bốn chuyện. Nếu mà không đi học ở đây thì các anh chị sẽ trong hai cái ngày thứ bảy và chủ nhật đó, các anh chị sẽ làm một công việc nào đó mà nó tốn sức thần kinh, sức bắp thịt cũng giống như đi học như thế này, nhưng mà có tiền. Đồng ý không? Có tiền. Bây giờ một người ta nói là nếu mà không đi học thì hai ngày thứ bảy chủ nhật tôi đi làm thêm một cái gì đó, tôi có được là một ngày tôi kiếm được 500 ngàn, hai ngày tôi kiếm được 1 triệu, hai ngày tôi kiếm được 1 triệu, thì cả một học kỳ này tôi mất là 12 triệu đồng. Nếu mà không đi học, đi làm trong hai ngày thứ bảy chủ nhật, cả một kỳ 6 tháng tôi kiếm được 12 triệu. Bây giờ do đi học này, mỗi ngày mỗi thứ bảy chủ nhật tới lớp nghe ông thầy ông nói linh tinh hết, mất 12 triệu. Là chi phí cơ hội của tôi sẽ là 12 triệu. Thì cái chi phí của việc học, các chị phải lấy chi phí kế toán này cộng chi phí cơ hội này thì nó mới đúng. Đồng ý không? Nhưng mà người khác, hỏi một người khác trong lớp, nói là chi phí cơ hội của anh là bao nhiêu? Thì anh này tính nói là nếu mà không đi học này, đi tôi cũng có một chị khác tôi làm, nhưng mà tôi làm tôi kiếm tiền được cũng bèo lắm, ngày 200 ngàn. Cộng hết một học kỳ của tôi, nếu mà tôi không học đây tôi đi làm tôi kiếm được 6 triệu. Người khác chi phí cơ hội sẽ là 6 triệu. Mỗi người đứng trước một cơ hội khác nhau, đúng không? Cũng cái việc học, nhưng mà người này chi phí cơ hội là 12 triệu, người khác chi phí cơ hội là 6 triệu. Hỏi một người khác nữa, hỏi chi phí cơ hội của việc học anh một học kỳ là bao nhiêu? Thì bạn này nói là giờ không đi học ở nhà thứ bảy nhật cũng lỏng nhỏng ở nhà, không làm gì hết, không có ra đồng bạc nào hết, chi phí cơ hội sẽ bằng zero. Đồng ý không? Thì cái chi phí của người này chỉ là chi phí kế toán mà thôi, mất 5 triệu. Còn nếu không đi học thì cũng ở nhà không làm gì được, không làm gì ra tiền hết, chi phí cơ hội bằng zero. Hỏi người khác, mấy anh mà cũng chắc cũng đi làm cũng lớn lớn tuổi chút, hỏi là chi phí cơ hội của việc học của anh là bao nhiêu, thì anh này sẽ nói là nó đâu là anh tính anh ơi, nếu mà thứ bảy không đi, chủ nhật không đi học, người ta bạn bè nó rủ nhậu nhẹt, đôi khi phải trả tiền, đôi khi nó trả, đôi khi mình cũng phải trả, chứ lâu lâu đi nhậu mình cũng phải trả chứ, đúng không? Đi nhậu thì nó vừa tốn tiền mà vừa nó tốn sức khỏe, nó mua thuốc uống. Thì anh tính nhẩm nhẩm ra, anh thấy là nếu đi học này tôi sẽ tiết kiệm được là trong vòng 6 tháng một học kỳ tôi tiết kiệm được là 3 triệu. 3 triệu đồng. Thay vì nếu mà ở nhà đi nhậu đi lung tung hết, mỗi 6 tháng tôi sẽ mất là 3 triệu. Bây giờ đi học này tôi khỏi mất 3 triệu đó. Thì chi phí cơ hội của anh này là con số không? Tức là lấy 5 triệu trừ cho 3 triệu còn 2 triệu à. Học, anh học 6 tháng một học kỳ, học phí của anh thực sự có 2 triệu mà thôi. Mỗi người đứng trước một cơ hội khác nhau. Đồng ý không? Thì tới đây tôi nghĩ là các anh chị cũng có thể nắm được một cái ý tưởng căn bản của cái chi phí cơ hội này. Và xét về mặt định nghĩa, một cách là
là khái quát đó. Thì chi phí cơ hội đó là lợi ích tốt nhất của phương án đảo bỏ qua. Về mặt định nghĩa, chi phí cơ hội là lợi ích tốt nhất của phương án đảo bỏ qua. Chúng ta hiểu thế nào là cái lợi ích tốt nhất của phương án đảo bỏ qua? Tôi lấy ví dụ như thế này. Có một người, một nhà kinh doanh, người ta có số vốn là 1 tỷ đồng. Người ta có thể thực hiện 4 phương án kinh doanh, tôi đặt là A, B, C, D. Đây là 4 phương án kinh doanh. Với cái lợi nhuận hàng năm được cho tương ứng như thế này. Cái này là tính đơn vị, tính là triệu đồng á. 250, 300, 350 và 400. Đó là lợi nhuận tương ứng với các cái phương án mà họ có thể thực hiện. Chúng ta giả định rằng các phương án này tốn chi phí đầu tư ban đầu đúng 1 tỷ. Giống nhau. Thì tất nhiên là một người lựa chọn hợp lý, họ sẽ chọn phương án D. Là người ta thấy là đầu năm người ta bỏ 1 tỷ. Cuối năm doanh thu nó là 1 tỷ tư. Cuối năm doanh thu là 1 tỷ tư. Người ta thấy là lợi nhuận là 400 triệu. Nhưng mà lợi nhuận này thực sự nó là lợi nhuận kế toán. Bởi vì chúng ta chưa tính chi phí cơ hội trong này. Thì chúng ta lợi nhuận kế toán. Bây giờ anh chọn phương án là phương án D. Lợi nhuận này thực sự là lợi nhuận kế toán mà thôi. Cách gì hình dung là đầu năm bỏ ra 1 tỷ, cuối năm thu được 1 tỷ tư. Người ta thấy là lời 400 triệu. Nhưng mà 400 triệu này không phải là lợi nhuận thực sự. Bởi vì chưa tính chi phí cơ hội đâu. Thì lợi nhuận thực sự của phương án D là bao nhiêu? Lợi nhuận của phương án D nó bằng là doanh thu của phương án D trừ cho chi phí của nó. Mà chi phí của nó là chi phí kinh tế, bao gồm cả chi phí kế toán và chi phí cơ hội. Các chị hình dung là chi phí ban đầu là 1 tỷ đồng, đây là chi phí kế toán. Còn chi phí cơ hội của phương án D là cái gì? Là lợi ích của phương án tốt nhất đã bỏ qua. Lợi ích của phương án tốt nhất đã bỏ qua là bao nhiêu? Là lợi nhuận của phương án C. Bởi vì anh có 1 tỷ mà thôi, anh phải lựa chọn hoặc A, hoặc B, hoặc C, hoặc D. Thì chi phí cơ hội của một phương án chúng ta lựa chọn, đó là lợi nhuận của phương án tốt nhất mà chúng ta đã bỏ qua. Ở đây phương án C, lợi ích của phương án C được gọi là lợi ích của phương án tốt nhất chúng ta đã bỏ qua. Thì chi phí kinh tế của phương án D là bao gồm chi phí kế toán là 1 tỷ, cộng cho chi phí cơ hội là 350 triệu này. Thì chi phí kinh tế thực sự là 1 tỷ 350 triệu. Anh thu được 1 tỷ tư, có nghĩa anh lời có 50 triệu mà thôi. Nếu mà chọn phương án D thì cái lợi nhuận thực sự, lợi nhuận kinh tế 50 triệu. Các chị đồng ý không? Bây giờ giả sử như người này lựa chọn không hợp lý, người ta chọn phương án C, không chọn phương án D mà chọn phương án C. Chọn phương án C thì lợi nhuận là bao nhiêu? Thấy về mặt kế toán lợi nhuận là 350 triệu, nhưng mà không phải. Anh chọn phương án C thì anh bị lỗ. Bị lỗ bởi vì sao? Chi phí của phương án C sẽ là chi phí kế toán là 1 tỷ đồng này, cộng cho chi phí cơ hội của nó. Chi phí cơ hội của phương án C là ở đâu? Là lợi ích của phương án D, là lợi nhuận của phương án D đã bỏ qua. Tức là 400 triệu này, chi phí cơ hội của phương án C là 400 triệu. Thì chi phí kinh tế của phương án C sẽ là 1 tỷ cộng 400 triệu là 1 tỷ tư. Doanh thu của anh là 1 tỷ 350 triệu. Trong khi chi phí của anh là 1 tỷ tư, có nghĩa là anh lỗ 50 triệu. Nếu chọn phương án C thì lợi nhuận nó sẽ bằng là từ 50 triệu, bị lỗ. Về mặt kế toán thì anh thấy anh lời, nhưng mà về mặt kinh tế anh thấy anh bị lỗ.
Bây giờ giả sử như người này người ta chọn phương án A, một người lựa chọn không hợp lý nữa, họ chọn phương án A, thì chi phí cơ hội phương án A là bao nhiêu? Là lợi ích của phương án D đã bỏ qua. Chi phí kinh tế của phương án A sẽ là 1 tỷ cộng 400 triệu này là 1 tỷ tư. Trong khi doanh thu của nó là 1 tỷ 250 triệu thì chọn phương án A. Lợi nhuận nó là con số âm. Nó sẽ là trừ 150 triệu. Nhưng mà kế toán anh thấy tưởng chừng như anh lời, nhưng mà tính toán chi ly ra thì thực sự là anh lỗ. Cái logic này cũng bình thường thôi. Bây giờ một cái phép tính rất là đơn giản như thế này. Anh có một số tiền, tôi cho là 1 tỷ đồng đi. Anh thực hiện một phương án kinh doanh nào đó. Cuối năm anh được 1 tỷ mốt. Thấy là anh lời 100 triệu. Nhưng mà không phải, anh lỗ. Bởi vì lãi suất ngân hàng nó là 12% một năm. Nếu anh dùng 1 tỷ đó anh bỏ vào ngân hàng thì cuối năm anh được 120 triệu. Bây giờ anh thực hiện phương án kinh doanh của anh được có 100 triệu mà thôi, thì điều đó có nghĩa là anh bị lỗ 20 triệu. Thì cái logic này nó cũng giống y như vậy. Đồng ý không? Thì tôi đưa ra ví dụ này để các anh chị rõ hơn cái chỗ là chi phí cơ hội là lợi ích của phương án tốt nhất đã bỏ qua. Thì cái này cũng không có xa lạ gì với mình đâu. Ông bà mình có nói một cái câu là ăn bữa dỗ lỗ bữa cày. Có nghe nói câu đó không? Ăn bữa dỗ lỗ bữa cày. Đi ăn dỗ tưởng chừng như là không có tốn tiền, nhưng mà thực sự nó tốn tiền. Tốn tiền là tốn cái gì? Do đi ăn dỗ cho nên không đi cày kiếm tiền được. Thì chi phí cơ hội của việc ăn dỗ đó là số tiền thu được nếu mà chúng ta đi cày mất đi. Đồng ý không? Đó là chi phí cơ hội. Thì kể từ bây giờ trở đi, khi nói đến chi phí thì các anh chị phải hiểu đó là chi phí kế toán cộng chi phí cơ hội. Đó là ta gọi là chi phí đầy đủ. Và nếu hiểu một cách là đầy đủ thì chi phí là cái mà người ta mất đi để có một cái gì đó. Phải tính toàn bộ những cái mà người ta mất đi để có một cái phương án kinh doanh nào đó. Thì cái mà mất đi thì có thể là cái mà chúng ta móc tiền ra chúng ta trả thấy được, cộng với cái mà lý ra chúng ta có được, nhưng mà bây giờ chúng ta không có. Thì và nguyên nhân sâu xa của cái chuyện là chi phí cơ hội đó là do nguồn lực có hạn. Nguồn lực có hạn. Bây giờ giả sử như cái ông này, trong cái ví dụ của tôi nè, nếu ông này ông có 4 tỷ, ông bỏ ra cho cả 4 phương án này thì sẽ không có chi phí cơ hội. Ngoài 4 phương án kinh doanh này, ông có phương án kinh doanh nào hết thì sẽ không có chi phí cơ hội. Tức là nếu tiền bạc là thừa thải, là vô hạn, thì khi ta dùng tiền bạc để thực hiện phương án này, ta không bỏ qua cơ hội nào hết, ta lại dùng tiền bạc khác để mà thực hiện phương án khác, chúng ta không bỏ qua cơ hội nào hết thì sẽ không có chi phí cơ hội. Cái chỗ mảnh đất hồi nãy cũng vậy. Cái chỗ mảnh đất làm công viên hồi nãy, tại sao ta tính chi phí cơ hội? Bởi vì đất đai là có hạn, ta sử dụng mảnh đất này chỉ có một phương án có thể sử dụng được mà thôi. Ta sử dụng nó cho phương án này, ta bỏ qua các phương án sử dụng khác của nó, thì lợi ích của phương án tốt nhất mà ta đã bỏ qua đó, ta gọi là chi phí cơ hội của việc sử dụng mảnh đất đó. Tôi nói tiếp là chi phí và thời gian. Thì trong kinh tế học người ta chia ra là ngắn hạn và dài hạn. Thì chi phí trong ngắn hạn nó khác, chi phí trong dài hạn nó khác. Ở đây tôi nói sơ qua, nếu mà phân tích cái này nó cũng rất là dài dòng, nhưng mà tôi chỉ nói sơ qua cái chỗ này mà thôi. Ngắn hạn là thời gian đủ ngắn để xí nghiệp chưa thể thay đổi quy mô sản xuất. Và dài hạn là thời gian đủ dài để xí nghiệp có thể thay đổi quy mô sản xuất. Thì nói cái giới thiệu sơ các anh chị biết thôi. Tôi sẽ chỉ giới thiệu các anh chị là chi phí sản xuất trong ngắn hạn mà thôi. Tức là trong điều kiện xí nghiệp có thể chưa thể thay đổi quy mô sản xuất.